Rồi, xin chào các bác. Hôm nay em về tiếp thêm một chiếc Yamaha 352 nữa. Này là hai chiếc là một cặp luôn. Nhưng mà chiếc này có đặt cọc rồi. Quay chơi xíu cho các bác xem. Trước hết thì quay cái hộp số trước nha. Đây. Quá về mưa cho nên nó hơi ướt xíu. Đây là Yamaha nó có chỗ thăm mức dầu hộp số nè, nhớ hộp số nè. Con này nó khô rồi, nó có bụi. Mấy gần yêu số này còn đẹp dữ lắm. Máy này mới, kinh hồn luôn. Nó còn cái đồ bảo vệ cho mình ở đây nè, thì em để cho đó. Chịu cái gắn vô. Mâm nè. Để cần lên dần sới này, số chạy. Cái này nó 2 tầng, 1 tầng nó là 4 số. Cho nên nó là 8 số tới và 8 số lùi. Đó. Yamaha 352T EX. Bây giờ bật cốp lên coi. Đang quay phim bật cốp lên là lỡ nhấn nút nghe tắt ngang. Đây. Đây động cơ của nó nè. Này nó 3 máy. Đây thử cho các bác xem nha. Máy này nó còn mới lắm. Này phải có nước xíu. Này nó chạy 1009 giờ. Ít hơn cái con kế bên đây. Này nó vô số rồi tới lui đây nè. Đó, hãy tới để lùi. Nó sẽ tới chạy lui. Beto nó là 800 vòng trên phút nha. Cái đường số 2 cái tầng lớp là 1700 vòng trên phút. Đấy không? 800 là 40 là số 1 rồi. Này bình nó yếu rồi. Nên nó có hiển thị cái báo bệnh xíu. Không có gì hết. Xong. Xin nhan. Đi gần nhất. Con này chắc vừa ý các bác ở xa. Các bác nào xài máy nhỏ nhỏ thì mua cái này vừa. Nếu mà đồng lớn thì chắc cái này nó hơi nhỏ quá. Rồi xong, cảm ơn. Rồi, xin chào các bác nha. Bữa nay ngày 5 tháng 6, 27 nè. Đó. Mới về một cái lô máy 10 chiếc nữa, 70
95 với máy cài. Thì hiện tại trong kho mà với trước thì nó cũng khoảng tầm 31 chiếc hết thảy. Máy cuộn rơm này. Mình có đủ các loại máy cho các bác lựa luôn nha. Nhiều lắm. Đằng phía sau này là mình máy cài. Máy cài bữa về cách đây mấy bữa bên Thái đang ráp vô, chưa có ráp xong, từ container gã ra. Đó, bán chiếc rồi, cũng còn có mấy chiếc rồi. Này máy cài Thái xịn nữa. Kia bác thường nhiều lắm. Này thì đang làm cho khách. Máy cũng gặp từ hàng trong kia. Còn mấy con đạp trước nữa, đây mình đây trước mình quay cho các bác xem nha. Các bác cảm thích cái kênh video của mình thì các bác ở dưới đây có cái nút đăng ký hay là nút subscribe, các bác nhấp vô đó ha. Các bác sẽ nhận được những cái cập nhật video mới nhất của mình về tình hình của từng máy. Đây sẽ không mới gì nè, phía trước thì bốn con đó. Mà có hai con đợi 26 đậu sẵn nhà. Bây giờ dĩ dân ma nè, con gửi lấy 8 nè, mấy cuộn rơm nè. Đây con này là mới nhất trong tất cả các dàn máy luôn nè. Rồi xong, cảm ơn các bác nhiều nha. Rồi xin chào các bác nha. Bữa nay ngày 5 tháng 6, 2017 nè. Mới về một cái lô máy 10 chiếc nữa, 70, 95 với máy cài. Thì hiện tại trong kho mà với hàng trước thì nó cũng khoảng tầm 31 chiếc hết thảy. Máy cuộn rơm nè. Mình có đủ các loại máy cho các bác lựa luôn nha. Nhiều lắm. Đằng phía sau này là mình máy cài. Máy cài bữa về cách đây mấy bữa bên Thái đang ráp vô, chưa có ráp xong, từ container gã ra. Đó, bán chiếc rồi, cũng còn có mấy chiếc rồi. Này máy cài Thái xịn nữa. Kia bác thường nhiều lắm. Này thì đang làm cho khách. Máy cũng gặp từ hàng trong kia. Còn mấy con đạp trước nữa, đây mình đây trước mình quay cho các bác xem nha. Các bác cảm thích cái kênh video của mình thì các bác ở dưới đây có cái nút đăng ký hay là nút subscribe, các bác nhấp vô đó ha. Các bác sẽ nhận được những cái cập nhật video mới nhất của mình về tình hình của từng máy. Đây sẽ không mới gì nè, phía trước thì bốn con đó. Mà có hai con đợi 26 đậu sẵn nhà. Bây giờ dĩ dân ma nè, con gửi lấy 8 nè, mấy cuộn rơm nè. Đây con này là mới nhất trong tất cả các dàn máy luôn nè. Rồi xong, cảm ơn các bác nhiều nha. Rồi chào các bác. Bữa nay là ngày 5 tháng 6, 2017, thứ hai nè. Về cái lô máy 10 chiếc nữa. Để quay từng số khung cho các bác xem luôn. Con này là 95 với máy cài gì tới.
Rồi bữa nay 5 tháng 6. Đây mình nhắc lại địa chỉ công ty nha. Đây địa chỉ đây. Đâu mà đó được không? Đây chiếc 95 về tới. Chiếc 95 này thì mới đây đúng bữa nay ngày 5 tháng 6 thì công ty còn khoảng 5 chiếc lận. Chiếc này rẻ nhất nè, chiếc này nó khoảng 350. Bao hàm bột. Đây mình chở các bác xem số khung luôn nè, thì dễ. Con này số khung của nó là vậy đó, bán giá đó bao hàm bột. Sao không muốn không thấy? Ở phía sau mình còn khoảng chừng 20 mấy con nữa. Phía trước này 3 chiếc đẹp đó. Thì tổng số hiện tại cũng khoảng gần 32 con. Cỡ nhiều máy vậy các bác lựa luôn. Còn máy cài 408 phía sau còn 7 con. Giao hết chiếc rồi. Nè, cẩu lên cao luôn. Để gáp vô, chứ sao không không xịn nè. Đây là chiếc 600 đẹp mà. Không như mới tinh luôn. Rồi tiếp tục về thêm nữa đây. Đang xuống. Đây cũng chiếc nữa đây. Không cho luôn. Quay từng số khung. Đây tiếp tục về tiếp nữa đây. Con máy cũng vừa vừa. Hôm nay số khung của nó là 343. Nãy giờ về tiếp mà mình quên quay. Đây. Tiếp theo đây mấy con đẹp nữa nè. Về máy hàng đẹp đều đều không mà nha các bác. Nè cái lô 5 tháng 6 nè. À, đó về thêm nữa nè. Ba ba chín.
Thôi tạm ngưng cái đây nha, để họ quay cái máy với lại chừa pin quay từng chiếc nữa. Ở đây thôi. Còn mấy chiếc nữa? Hết rồi phải không? Đủ 10 luôn phải không?